Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam tự sản xuất được vaccine sởi rubella đạt chuẩn quốc tế. Quảng Ngãi, cô trò khổ sở vì nhà vệ sinh vô tác dụng, phải đi vệ sinh ngoài bìa rừng. Gia Lai, thầy giáo đánh chết người sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Các ngân hàng tham gia hỗ trợ chăn nuôi. Bộ Y tế vừa cấp phép lưu hành vaccine sởi rubella của Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế. Điều này giúp Việt Nam chủ động được nguồn vaccine phòng chống dịch bệnh. Việc tự sản xuất được vaccine chất lượng cao, ứng dụng công nghệ Nhật Bản đã giúp Việt Nam đánh dấu mốc quan trọng trên bản đồ các quốc gia sản xuất vaccine trên thế giới. Vaccine phối hợp bởi rubella được sản xuất trên công nghệ nuôi cấy tế bào tiên phát là một trong những công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến trên thế giới. Kết quả thử nghiệm lâm sàng trên gần 800 người cho thấy vaccine sởi rubella đạt yêu cầu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Cái vaccine phối hợp sởi rubella do Polivac sản xuất thì đã được nhận chuyển giao công nghệ hoàn toàn từ Nhật Bản. Do vậy mà chất lượng vaccine thì cũng đạt yêu cầu quốc tế. Công suất sản xuất của nhà máy thì có thể cung ứng được hoàn toàn cho cái nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu. Hiện Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế đang tiến hành tiền đánh giá vaccine sởi rubella để hướng tới việc xuất khẩu vaccine ra quốc tế. Việc vaccine sởi rubella được cấp phép lưu hành đã đánh dấu bước phát triển của nền y học Việt Nam và của ngành vaccine. Từ tháng 7 năm nay, vaccine này sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chính thức công bố đề thi minh họa giống đề thi thật trước ngày 15 tháng 5. Thông tin này đã khiến nhiều giáo viên phấn khởi. Ghi nhận tại các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí ôn tập rất sôi nổi. Các em học sinh đặc biệt tập trung vào những môn thi trung học phổ thông quốc gia. Ghi nhận tại trường trung học phổ thông Trần Văn Dầu, thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này các em học sinh lớp 12 đang tập trung hoàn toàn tinh thần vào các môn thi trung học phổ thông quốc gia. Với cách thi mới mẻ và hình thức làm bài một số môn thi cũng chuyển đổi thành trắc nghiệm, khiến thí sinh lớp 12 năm nay rất lo lắng. Việc công bố đề thi minh họa theo dạng bài thi như đề thi thật sẽ giúp thí sinh hình dung bài thi của mình như thế nào, việc bố trí câu hỏi khó dễ trong đề thi ra sao để thí sinh tập dượt và chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào kỳ thi. Là thứ nhất là chúng em có thể thử sức với mình với bộ đề trước khi đối đầu với lại kỳ thi lớn sắp tới, thì qua bài kiểm tra này thì em có thể biết được năng lực mình tới đâu và sẽ cố gắng hơn nữa. Về phía giáo viên, khi nghe đến thông tin có đề thi minh họa sát ngày thi trung học phổ thông quốc gia, các thầy cô bày tỏ sự phấn khởi và vui mừng vì đề thi minh họa sẽ giúp cho thầy cô có nhiều hơn thông tin, tập trung các nội dung bài học để hỗ trợ cho thí sinh. Thưa quý vị, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 sẽ diễn ra ngày 17 tháng 5 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Trước sự kiện này, Hiệp hội Du lịch đã gửi các kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ, trong đó có kiến nghị cho phép khu vui chơi mở đến 2 giờ sáng. Theo Hiệp hội Du lịch, tất cả các địa phương cần điều chỉnh quy định về thời gian vui chơi giải trí ở các khu công cộng, cũng như các dịch vụ vui chơi giải trí trong cơ sở lưu trú du lịch, cho phép mở tối thiểu đến 2 giờ sáng. Đây là nhu cầu chính đáng của khách du lịch, đồng thời cũng là biện pháp giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách. Hiệp hội Du lịch cũng đề nghị chính phủ tiếp tục gia hạn miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu, Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Belarus trong 5 năm, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Chính sách miễn visa này đã được thí điểm 2 năm nay và sắp hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới. Sở Thông tin Truyền thông và Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức ra mắt ứng dụng góp ý và ứng dụng hỗ trợ người dân tiếp cận xe buýt. Đây là hai ứng dụng chạy trên nền tảng điện thoại di động. Tiếp nối thành công từ cổng thông tin góp ý trên trang web được đưa vào sử dụng từ năm 2016, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng tiếp tục mở rộng phát triển thêm ứng dụng góp ý chạy trên điện thoại di động. Qua đó góp phần hỗ trợ người dân tốt hơn trong việc truyền tải các phản ánh góp ý đến với các cơ quan quản lý liên quan được hiệu quả và kịp thời. Theo thống kê, từ khi đưa vào vận hành trang điện tử góp ý.danang.gov.vn, Trung tâm Thông tin Dịch vụ Công của thành phố đã phối hợp xử lý và phản hồi kịp thời đến người dân đạt tỷ lệ 98%. Nhân dịp này, Sở Giao thông Vận tải của thành phố đã kết hợp ra mắt ứng dụng nâng cao hiệu quả tiếp cận xe buýt Danabus. Ứng dụng được ra mắt có thể cài đặt trên điện thoại di động.
qua đó hỗ trợ người dùng tiếp cận với các thông tin về điểm đi, điểm đến, thời gian xe buýt xuất phát, các tuyến đường, hướng dẫn trạm xe buýt gần nhất. Đồng thời dịp này, Sở Giao thông Vận tải kết hợp đưa vào sử dụng website danabus.vn. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình vừa cho biết tàu cá vỏ thép số hiệu QB91559TS, công suất 829 CV của anh Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1979, trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, vừa trúng mẻ mực thu hơn 700 triệu đồng. Đây là chuyến biển thứ hai của con tàu 67 này. Trong chuyến biển 12 ngày của mình, anh Dương và 12 ngư dân bám ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam để đánh bắt bằng nghề chụp mực và thu được 15 tấn mực cùng 30 tấn cá nục xuông, doanh thu 740 triệu đồng. Được biết, tàu cá QB91559TS được đóng mới theo Nghị định 67, vừa đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2017, với số vốn gần 23 tỷ đồng. Tàu được trang bị các thiết bị đi biển hiện đại, đáp ứng nhu cầu đánh bắt hải sản vùng biển xa. Việc sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản là cần thiết. Tuy nhiên, việc người nuôi phụ thuộc quá nhiều vào kháng sinh bằng cách cho tôm, cá ăn trong một thời gian dài, thậm chí tạt kháng sinh trực tiếp vào môi trường ao nuôi để phòng bệnh, đang là nguy cơ làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường. Tại đồng nuôi tôm xã Hoàng Yến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, không chỉ tự trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn, các hộ nuôi thủy sản ở đây còn dự trữ khá nhiều loại thuốc không tem, nhãn mác, xuất xứ để sử dụng lâu dài. Đáng báo động là nhiều hộ do nuôi tôm mật độ quá lớn tới 400 con trên 1 mét vuông, vượt mức chuẩn tới 280 con trên 1 mét vuông. Sau đó lại tạt kháng sinh để phòng bệnh liên tục, khiến các ao nuôi tôm bị ô nhiễm, chất lượng con tôm cũng không được đảm bảo. Mình thì cũng không hiểu được là ở trong cái hàm lượng kháng sinh ở trong thuốc là bao nhiêu thì mình không được rõ, mà chỉ có là bên thị trường người ta đến, người ta hướng dẫn mình sử dụng. Các hộ nuôi thủy sản cho biết gần đây bệnh hoại tử gan tụy trên tôm bùng phát mạnh nên người nuôi phải sử dụng kháng sinh kết hợp với cách trộn vào thức ăn với tạt vào môi trường nước để phòng bệnh cho tôm. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh có chứa endoflurasin là thuốc kháng sinh cấm sử dụng do ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, bởi có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc trên người gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lạm dụng trong cái quá trình thuốc kháng sinh quá nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình sau này của mình. Thứ nhất là nó làm cho con tôm nó lợn với thuốc. Cái quá trình sử dụng thuốc kháng sinh liều cao thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái dư lượng kháng sinh trong con tôm. Việc lạm dụng kháng sinh, dù là kháng sinh cấm hay cho phép sử dụng, thì người nuôi cũng đã vô tình tự hại mình do các loại kháng sinh để đặt trị bệnh, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản, gây ô nhiễm môi trường ao nuôi và phải mất rất nhiều thời gian, chi phí mới có thể khắc phục lại hiện trạng ban đầu. Những năm trước, cây mía tím đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vì vậy, bà con nông dân đã chuyển đổi đất lúa và hoa màu kém năng suất sang trồng mía. Tuy nhiên, niên vụ mía 2016-2017, sức tiêu thụ của thị trường giảm sút, người trồng mía đang phải đối mặt với thua lỗ vì mía đến kỳ thu hoạch không có người thu mua. Mỗi năm, mía tím của huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu rất hút hàng. Giá bán dao động từ 65 đến 70 ngàn đồng một bó 12 cây. Nhưng năm nay, có thời điểm xuống còn 50 ngàn đồng một bó, nhưng vẫn không có thương lái thu mua. Thì nói chung là bây giờ là mình chặt không kịp ấy, là nó bị rỗng ruột đấy. Thứ nhất là bởi vì cái thời gian nó nắng nhiều, nó kéo dạ hạn nhiều quá, không có nước để tưới. Mà tưới bây giờ là nếu mà cây mía nó già rồi, mà tưới mà mình không tưới đều, thì nó sẽ hút nước nhanh. Hút nước nhanh thì tất nhiên là nó phải khô. Thì cho nên chẳng thà mình không tưới thì còn cây nào thì mình ăn cây đó. Được biết, cho người dân đầu tư trồng mía tím nhiều, khi nguồn cung dồi dào thì thương lái có nhiều lựa chọn nên thường ép giá. Chúng tôi tới đây đó thành lập những cái câu lạc bộ, là những cái hội người trồng mía này, để có những cái nghiên cứu qua thực tiễn của bà con như vậy, và cũng kiến nghị với cấp có thẩm quyền rồi cơ quan chuyên môn tác động hỗ trợ chuyển giao cho bà con. Trước tình hình trên, mong rằng chính quyền địa phương hỗ trợ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía và tìm thị trường đầu ra để tránh tái diễn tình trạng mía tím không bán được, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng các công trình trường học thì nhà nước luôn ưu tiên dành ra một khoản kinh phí không nhỏ để đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh trong trường học. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ là hiện nay, nhiều trường học trong cả nước khi có nhà vệ sinh bài bản thì lại rơi vào tình trạng vô tác dụng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày của thầy cô và học sinh. Câu chuyện được chúng tôi ghi nhận tại điểm trường tiểu học thôn 4, xã Trà Thủy, huyện miền núi Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi.
ở điểm trường tiểu học thôn 4 xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Nhà vệ sinh này được đầu tư khá kiên cố. Vậy nhưng dường như chưa một lần các em học sinh ở điểm trường này được sử dụng, bởi luôn trong tình trạng không điện, không nước. Học sinh chỉ còn cách đi vệ sinh ngoài rừng. Con đi tiểu, con không có nước. Con đi ở chùa cao con tiểu. Tôi là người dân phụ huynh ở đây mà. Thì nói chung là cái công trình nhà nước có làm mà thấy không có hiệu quả với học sinh. Nó là quá phí luôn, với nếu đổ ra tới sau tiền nhà nước quá là nhiều. Mà thấy không sinh hoạt được thì biết làm sao. Do không điện không nước nên chẳng thể đi vệ sinh, dẫn tới công trình này rơi vào cảnh bỏ hoang trong thời gian dài. Hàng ngày, cô trò ở điểm trường phải chịu cảnh khổ sở trước một nhà vệ sinh vô tác dụng. Phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo ở đây đang từng giờ trong đợi nhà vệ sinh của trường phát huy được tác dụng trở lại như đúng mục đích khi đầu tư ban đầu. Tiếp theo chương trình sẽ là phần tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án 417K bắt giữ đối tượng Hồ Viết Anh sinh năm 1990, trú tại xóm 2 xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy tổng hợp. Qua điều tra, các trinh sát thu thập được thông tin Hồ Viết Anh thường vượt biên sang Lào để mua ma túy tổng hợp rồi mang xuống địa bàn thành phố Vinh tiêu thụ. Ngày 9 tháng 5, tại đoạn đường Cao Xuân Quy thuộc phường Vinh Tân, Công an thành phố Vinh đã bắt quả tang anh có hành vi vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến đi tiêu thụ. Anh khai nhận số ma túy này được mua từ Lào về Việt Nam để bán với giá 100 triệu đồng. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt hai bị cáo có quốc tịch Trung Quốc là Bin Sanxi 10 năm tù giam và Hao Zhanjun 9 năm tù giam về tội danh chiếm đoạt tài sản. Theo đó, hai người này đã dùng 29 thẻ visa làm giả, chiếm đoạt hơn 220 triệu đồng của một công ty du lịch Việt Nam. Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Hao Zhanjun gặp được một người phụ nữ Thái Lan không rõ lai lịch và được người này bày cách làm giả thẻ visa. Tháng 11 năm 2015, Hao Zhanjun nhận được vào làm việc tại công ty Thái Phong Quý Châu do Ping Sanxi làm giám đốc. Tháng 1 năm 2016, công ty của Ping Sanxi đã ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỳ Nghỉ Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Hùng làm giám đốc. Trong quá trình hợp tác kinh doanh, công ty của Ping Sanxi đã nợ công ty của ông Hùng số tiền là 510.000 nhân dân tệ. Sau đó, Ping Sanxi đã đưa Hao Zhanjun 10 triệu đồng để liên hệ người phụ nữ Thái Lan làm giả thẻ visa để chiếm đoạt tiền trả nợ cho công ty. Ngày 4 tháng 4 năm 2016, tại công ty Kỳ Nghỉ Đà Nẵng, Hao Zhanjun đã sử dụng 29 thẻ visa làm giả để thực hiện quẹt thẻ nhằm chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng. Trong đó có 15 lần giao dịch được thực hiện thành công với số tiền chiếm đoạt được hơn 220 triệu đồng. Trả lời hội đồng xét xử, Hao Zhanjun cho biết có thể làm giả thẻ ngân hàng để rút tiền mà không cần mật mã. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên Ping Sanxi 10 năm tù giam, Hao Zhanjun 9 năm tù giam. Ngày 11 tháng 5, Công an huyện Rông Ba cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Cơ So Khú, sinh năm 1977, buôn Emerald, xã Chư Gu, huyện Rông Ba. Theo thông tin ban đầu, chiều 9 tháng 5, anh Khú đi đám ma người quen tại Buôn Ngôm, xã Chư Trăng. Anh Khú có tham gia uống rượu và đánh cồng chiêng cùng những người tại đây. Trong cuộc nhậu, anh Khú đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, lời qua tiếng lại với người cùng buôn là Cơ So Chuông, sinh năm 1972, hiện là giáo viên tại trường tiểu học số 2, xã Ia Rơ Say, huyện Krông Ba. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Khú và một người cùng buôn đi về nhà. Khi đi đến gần đoạn cầu bắc qua sông Ba, nối từ Buôn Ngôm xã Chư Văn đến Buôn Mơ Rốt xã Chư Gu, thì thấy Cơ So Chuông đã đứng chờ sẵn. Chuông bất ngờ cầm một cây gậy bằng gỗ dài hơn 1 mét lao đến đánh tới tấp vào người của anh Khú. Khi thấy anh Khú nằm gục xuống bất động thì Chuông mới bỏ chạy về nhà. Sau khi biết tin anh Khú tử vong, ngay rạng sáng ngày 10 tháng 5, Chuông đã đến công an xã tự thú. Hiện vụ việc đang được phòng PC45 công an tỉnh thụ lý điều tra. Ngày 10 tháng 5, tại km 1840 trên tuyến quốc lộ 1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một xe khách, làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hai xe máy hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Trọng Khương, 54 tuổi, điều khiển xe máy biển kiểm soát 50N2892, đang băng qua đường thì bị xe khách biển kiểm soát 60B01517, chưa rõ họ tên người điều khiển, lưu thông theo hướng Biên Hòa Dầu Dây tông trúng. Do chạy với tốc độ cao nên sau khi đâm và kéo chiếc xe máy trên, chiếc xe khách tiếp tục đâm vào chiếc xe máy biển kiểm soát 86B829733 do anh Trần Văn Hòa, 26 tuổi, điều khiển, chở phía sau là vợ tên Trần Thị Anh Nguyệt, 36 tuổi. Chiếc xe khách chỉ chịu dừng lại khi cán lên hai xe máy và một tảng bê tông bên đường. Vụ tai nạn làm ông Khương tử vong tại chỗ, chị Nguyệt bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
hai xe máy hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Riêng tài xế xe khách sau khi gây ra tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ. Phần cuối chương trình như thường lệ là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi heo là gần 29.400 tỷ đồng, trong đó 43% bà con vay vốn ở các kỳ hạn ngắn. Thế nên khi giá giảm sâu, heo không bán được, áp lực trả nợ đối với người dân chăn nuôi là vô cùng lớn. Chính vì vậy, việc ngành ngân hàng tham gia giải cứu, hỗ trợ người chăn nuôi heo vào lúc này là vô cùng cần thiết. Suốt cả tháng nay, ông Nguyễn Hoàng Anh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, như ngồi trên đống lửa, vài trăm con heo thịt gần 2 tạ, chấp nhận bán lỗ cả triệu đồng một con mà cũng chẳng ai mua. Vốn liếng đã cạn, tiền cám chẳng biết trông vào đâu. Nhưng may thay, ngân hàng vừa thông báo không những tạm hoãn việc thu lãi vay cả chục triệu đồng một tháng, mà còn cho vay thêm, lãi suất giảm 30% để ông cứu đàn heo của mình. Chung là thức ăn thì bây giờ phải là nhờ ngân hỗ trợ cho anh em rất nhiều. Hiện giờ là bà con, hiện giờ là coi như là vốn liếng là muốn hết rồi đó. Này, nếu không được hỗ trợ thì coi như là chắc có lẽ là phải khổ thôi. Nói chung ở đây là hồ sơ với thủ tục của ngân hàng thì làm nhanh lắm. Chậm nhất là trong vòng 1-2 ngày là có. Giảm lãi vay cho người chăn nuôi trả chậm, ưu tiên cho trả tiền gốc trước, lãi trả sau. Thậm chí còn giải ngân thêm những khoản vay mới là biện pháp mà một số ngân hàng vừa triển khai để hỗ trợ người chăn nuôi tại khu vực Đồng Nai. Bớt áp lực trả nợ, bớt áp lực bán nhà, bán trại chăn nuôi, chính sách ưu đãi mà các ngân hàng bắt đầu triển khai lại thắp lên tia hy vọng cho hàng trăm ngàn người chăn nuôi được gắn bó lâu dài với nghề. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Đường tồn kho cao nhất lịch sử ngành mía đường. Quảng Bình, sét đánh khiến 5 người thương vong. Đà Nẵng, ngăn chặn vụ vận chuyển hàng chục cá thể rùa hoang dã. Còn nhiều trẻ em sớm lao vào mưu sinh.